Em xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi video. Hôm nay em sẽ lên một số những mã hàng rừng và hàng phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ cho bác nhà mình sưu tầm và làm sống. Hàng đang rất là nhiều nhu các bác nhé. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752162 ạ. Đầu tiên em sẽ đi vào bán cái dòng năm cánh trắng Phú Thọ các bác nhé. Cái dòng này thì như các bác đã biết thì nó rất là dễ hoa luôn ạ, và hoa của nó thì bông rất là thơm các bác ạ. Đây, em mời các bác nhà mình ngắm cái mặt bông năm cánh trắng Phú Thọ rồi em sẽ đi vào chi tiết giới thiệu từng giò các bác nhé. Đây, nó là một trong những cái mặt bông đình đám và quốc dân các bác ạ. Em lên combo đơn số 1 cho bác nhà mình. Đây là hai cái chậu năm cánh trắng Phú Thọ hàng kỳ 52, mầm gốc 52. Để cho các bác nhà mình lấy về làm giống là các bác tặng thì nó rất là rẻ luôn. Đơn số 1 ạ, 150.000 thôi ạ. Và tất cả những cái mã này là em đều chưa bao gồm tiền phí vận chuyển các bác nhé. Đơn số 1, 150.000. Tiếp theo là em sang mã số 2 ạ. Mã số 2 của em là 250 các bác ạ. Đây ạ. Như cái mã số 2 này thì các bác có một cái thân hoa nó dài chừng khoảng là 7-80cm các bác nhé. Và một cái mầm gốc của nó rất chi là dài luôn. Đấy. Đơn số 2 ạ, 250 ạ. Em sang mã số 3, mã này là 500.000, con này thì rất là nhiều mầm gốc luôn, à rất là nhiều nụ luôn các bác, nụ rất là sai nhá. Đây, như bác nào mà lấy về nhà mình đặt lên bàn uống nước thì quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Hai cái thân hoa dài đều nhau này, mầm gốc thì rất là mập. Đấy, mầm gốc thì rất là mập và béo luôn. Tổng thể là đơn số 3 này các bác với giá là 500.000 thôi ạ. Cái loại này thì em sẽ đóng một thùng xốp cẩn thận đàng hoàng nên các bác nhà mình yên tâm nhé. Đây. Đó. Đơn số 3 với giá là 500.000 thôi các bác ạ. 500.000 đơn số 3. Em sang mã số 4. Mã số 4 này cũng rất là đẹp các bác nhé. Đơn số 4 này cũng là 500.000 luôn. Đây, nụ của nó thì rất là nhiều. Đây là nụ hoàn toàn 100% là tự nhiên, không kích, không làm gì hết các bác nhé. Đơn số 4, 500.000. Hoa của nó các bác để ý mà xem, mà hoa của nó đều là hoa chùm cả các bác ạ. Đây là do em lấy từ vườn về, nó di chuyển một số rồi nên là đôi khi một số cái nụ nó cũng bị hỏng. Nhưng mà các bác mà lấy về nhà mình để nguyên cái nụ ấy, thì nó sẽ là cả chùm 3-4 bông luôn các bác ạ. Đơn số 4 với giá là 500.000 các bác ạ. Em sang mã số 5. Mã số 5 thì là 3 thân hoa luôn các bác ơi, chi chít luôn cho em các bác này. 3 thân hoa luôn. Hoa này thì bông của nó đang là bé thôi. Cái này em đóng bằng bông nhá, nên là vận chuyển xa gần thì đều được các bác ạ. Đóng bằng bông thì nó rất là thoáng, nên là xa gần thì em đều có thể đi hàng được hết các bác ạ. Mùa này nó đang hoa, các bác tranh thủ mua đi ạ. Đơn số 5 ạ, 650.000 ạ. 650 đơn số 5 ạ. Mùa này đang có là mùa hoa, các bác nhà mình tranh thủ nhá, vì là một năm nhà mình chỉ được ngắm một lần thôi. Em sang đơn số 6. Đơn này thì cái mầm gốc của nó gọi là siêu to khủng long rồi các bác ạ. 3 mầm gốc to, 4 thân hoa, nhiều nụ chi chít luôn. Nụ của nó bây giờ như trái ớt rồi các bác ạ. Rất là đẹp nhá. Như thế này mà nhà mình đặt lên bàn uống nước các bác trưng thì nó rất là đẹp luôn. Chẳng lẽ nhà mình chơi hoa mà lại không có cái giò năm cánh trắng Phú Thọ hoặc là những cái giò năm cánh trắng nở thì nó rất là có lỗi luôn các bác ạ. Đơn số 6, 750.000 ạ. Tiếp theo em sang mã số 7. Mã số 7 này thì phân hoa của nó là ít hơn nhưng mà cái mầm gốc của nó rất là nhiều các bác ơi. Như các bác nào mà lấy con này về nhà mình mua tính ra là nó rẻ đấy các bác ạ. Đơn số 7 ạ, 750.000. Đây các bác ạ, tổng quan là nhà mình được 3 cái thân hoa cho em nhé. Hai thân này nó ra hoa trước này, và bên này các bác được rất là nhiều mầm gốc, 6 mầm gốc luôn cho em nhé. Đơn số 7 ạ, 750.000 ạ. Đẹp các bác ạ. Đây ạ, 750.000 đơn số 7 ạ. Em qua mã số 8. Đây ạ, mã số 8 của em được trồng vào một cái chậu nó cũng khá là to. Thân hoa thì dài chừng khoảng là 1m 4 mầm gốc nhá, 4 mầm gốc và 2 thân hoa. Đây, thân hoa của nó rất là dài luôn các bác ạ. Đơn số 8 ạ, 500.000 thôi cả nhà ơi. Đó. Gặp chút nhưng mà vẫn hoa bình thường. Nhưng mà hoa của nó thì vẫn phát triển bình thường các bác nhá, vì cái này nó khá là dài và nó nặng cái đầu ngọn đấy ạ. Các bác nhìn là ở dưới gốc thì nó khá là bé, như ở trên ngọn thì nó nặng đấy các bác. Đơn số 8 ạ, 500.000. Em sang mã số 9 các bác nhé. Mã số 9 của em cũng là 500.000 luôn, Phú Thọ.
ba thân mầm gốc và hai thân hoa đây ạ, ba mầm gốc và hai thân hoa, đơn số 9 500.000, đơn số 9 500.000 ạ. Tiếp theo em bên này em có đơn số 10, đây là 5 cánh trắng HO. Hàng này thì em đã nhổ ra rồi, vì là mỗi chậu của nó được có 1 2 thân, được có một thân như thế này thôi các bác ạ. Nên là em nhổ từ 5 chậu ra để bán cho bác nhà mình. Bác nào lấy về nhà mình trồng vào một cái chậu to tác phẩm thì ok nhá. Đơn số 10 với giá là 250.000 ạ. 250.000 cho hình HO 5 thân các bác nhá. Đơn số 11 200.000. Con này thì nó mầm gốc là mầm gốc đôi các bác ạ. Mầm gốc đôi được 8 cái mầm gốc các bác nhá. Đơn số 11 200.000. Tiếp theo em mời các bác nhà mình sang đến cái dòng vải rồng ạ. Vải rồng thì năm nay nó đang rất là hot luôn. Đấy. Vải rồng ở Phú Thọ nó đang là một trong những cái mặt hoa gọi được rất là nhiều bác săn lùng các bác ạ. Đấy, nó là cái dòng hoa được những cái giải nhất, giải quán quân ở trong những cái hội thi hoa lan. Em mời các bác nhà mình sang mã số 12. Mã số 12 của em đây là một cái bảng vải rồng nguyên luôn các bác nhé, một bảng luôn. Các bác về trồng vào một cái thớt cho em ạ. Đơn số 12 ạ, 130.000 ạ. 130 các bác nhé. Em qua mã số 13. Mã số 13 với giá là 200.000, nguyên cả một bảng luôn các bác ạ. Nguyên cả một bảng dành cho những bác nào mà lười ghép thì nhà mình nên lấy cái loại này. Mã số 13 200.000 ạ. Mã số 14 ạ, nguyên cả một cái cục củ luôn cho em như này các bác nhé, 180.000 ạ. 14 180. Em sang mã số 15 200.000, mã số 15 là nó rất là dài và to luôn các bác này. Mã số 15 200.000 ạ. Rất là dài luôn. 16 ạ. 16 là 120 thôi các bác ạ. Đây con này thì những cái thân nó còn lá là đều là thân tơ hoa cả các bác nhá. 16 120 ạ. Mã 17 ạ. 17 là 180 thôi các bác, hai khóm luôn cho em nhá. Hai khóm hai bảng luôn, cực kỳ là to này. Đây, nụ có cả nụ các bác này. Đơn số 17 ạ, 180 ạ. Em có hai cái ba cái mã hàng nó rời rời một chút như này, nói là rời nhưng nó không phải là rời các bác ạ. Nó cũng theo nguyên chủ nguyên tả như này thôi. Các bác ghép rất là dễ nhá, mà tính ra nhà mình mua cả một hình to như này là 200.000 thôi. Đơn số 18 200.000, rất là nhiều luôn các bác ạ. 18 200. 19 cũng là 200 luôn cả nhà nhá. Đây nó theo rừng dề to nhỏ thôi chứ nó không có phụ các bác ạ. Đơn 19 200.000 luôn. Mã 20 200.000 luôn. Con này các bác cũng được những cái dề nó rất là to. Đấy cả một đống luôn cho em nhá. Mã số 20 200. Bên này em còn một ít những cái phần đùi gà. Đùi gà tròn của nhà em là đùi gà của vùng Lai Châu. Nó là một trong những cái dòng đùi gà mặt bông đẹp, họng rất là đậm màu các bác nhé. Mời cái nhỉ. Em sang mã số 21 ạ. Mã số 21 của nhà em là 250.000 cho hai dề đùi gà tròn luôn. Đây lá rất là to nhá các bác nhé. Lá to đẹp ạ. Hai dề luôn. 21 250.000. 22 200.000 thôi các bác ạ. Nguyên cả một dề luôn cho em như thế này nhá. Mầm gốc đang lên nhiều lắm ạ. Năm nay ở trên rừng nó ít mưa nên thân của nó thì đa số là ra mầm gốc hết. Nguyên dề luôn cho em nhá. Mã số 21 ạ. Với 22 ạ. Với giá là 200.000 ạ. Mã 23 200.000 thôi các bác ạ. Đây 3 dề luôn cho em nhá. Dòng này trồng rất là dễ sống nên mầm gốc lên nhiều ạ. 200.000 đơn 23. 24 ạ, 160.000 thôi các bác ạ. Đây này, bác thấy không, mầm gốc của nó chi chít luôn. Mà hàng bóc ở trên rừng về nhá. Hàng bóc ở trên rừng về mà nó xuất sống nó như thế này luôn. 24, 160 ạ. 25 ạ. 180.000 ạ. Đơn 25 ạ. 180.000 đơn 25 các bác nhá. Đấy, phiên hôm nay thì em lên được ở một số các cái mã hàng ở trên video để mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 162 ạ.